Song Long Media xin chào các bạn. Và hôm nay chính thức hãng JBL đã về hàng chiếc tai nghe đang làm mưa làm gió trên thị trường cách đây 2 tháng nhưng mà không có hàng, cháy hàng trên toàn quốc. Đó chính là chiếc tai nghe JBL Tune 120 True Wireless. Và lô hàng đầu tiên về thì bên Song Long Media đã có sớm nhất tại Hà Nội. Và đặc biệt hơn, đó chính là các bạn mua trong cái thời gian này hoặc là những khách hàng đã pre-order trước của Song Long Media thì sẽ được tặng ngay một chiếc là JBL Win trị giá 1.390.000. Và sản phẩm niêm yết của chiếc JBL Tune 120 True Wireless đang có giá là 2.390.000. Đó. Và đây, bên Song Long Media là cung cấp bán hàng chính hãng của JBL Việt Nam. Đó, chính hãng phân phối và các bạn sẽ được bảo hành theo chính sách bảo hành của JBL chứ không phải hàng sách tay. Đó, và đây là cái phần quà đây. Phần quà của các bạn đây. Một chiếc loa JBL Win. Đó, chiếc loa này thì rất là hay và độc đáo. Đó, thường thì những cái chiếc loa mà nhiều tính năng nó chỉ có ở những cái chiếc loa của Trung Quốc. Tuy nhiên thì trên chiếc JBL này với là thương hiệu của Mỹ thì nó có đầy đủ những cái tính năng như là loa tàu luôn. Đó là đọc được cả thẻ nhớ này, nghe FM này, nghe Bluetooth này, cắm dây này. Và chúng ta có thể gá được vào xe đạp. Đấy, chiếc loa này là thường là các bạn mua là để gắn chúng ta đi ra ngoài dã ngoại này. Móc vào quần, móc vào ba lô hoặc là chúng ta gắn xe máy vào xe đạp. Rất là ok. Đó. Rồi, đây là sản phẩm tặng kèm các bạn nhé. Khi mà các bạn, mình nhắc lại là các bạn nào đã pre-order của Song Long Media hoặc là các bạn mua ngay trong tại thời điểm này thì các bạn sẽ được tặng ngay một chiếc loa trị giá 1.390.000. Và lần này về thì bên mình về có 4 màu. Mình có hỏi hãng nhưng mà hãng cũng không còn cái màu nào khác ngoài cái 4 cái màu này. Đó là màu đen. Đây là màu xanh bộ đội, xanh lá. Đấy. Cái màu này rất hot, rất nhiều người đặt vào cái màu xanh này. Đó và màu đen. Vì màu này là màu theo trend của iPhone 11, 11 Pro. Đó, nó có cái màu này. Rất đẹp các bạn nhé, nó pha này, giữa đen và xanh lá rất là đẹp và ngầu. Đây là chiếc xanh, màu xanh dương. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Về những cái thông tin đánh giá chi tiết review thì bên Song Long Media đã làm bài đánh giá rồi và các bạn xem link ở phía dưới. Đấy, đây là màu trắng này. Đó. Rồi, và hàng thì đang có sẵn tại tất cả các chi nhánh của Song Long Media. Các bạn hãy nhanh tay để đặt mua ngay. Tại thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ được ngay cái phần quà giá trị và hấp dẫn như thế này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.